Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Ukraine hứng chịu 4 cơn ác mộng ngoại giao trong vòng 1 tuần. Bài toán cải cách với Ukraine ngay trong chiến sự Ukraine không nên để những thất bại ngoại giao gần đây mà Tổng thống Zelensky phải đối mặt làm mờ đi bức tranh lớn hơn về việc duy trì sự hỗ trợ toàn cầu chống lại Nga. Một cựu nhà ngoại giao Anh tại Moscow nói, Ukraine hứng chịu bốn cơn ác mộng ngoại giao trong vòng một tuần. Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine tới Bắc Mỹ diễn ra trong bối cảnh những rắc rối về mặt ngoại giao ập đến với Kiev, trong khi ông nhận được cam kết mới từ Mỹ về viện trợ quân sự trị giá 325 triệu USD. Chuyến đi của ông diễn ra trong bối cảnh đang có tranh chấp với Ba Lan, sự xuất hiện của một cựu chiến binh Đức Quốc xã tại Quốc hội Canada. Kể từ khi ông Zelensky trở về, đã có thêm những tuyên bố về mối liên hệ của Ukraine với một tên lửa đã rơi xuống Ba Lan và vụ phá hoại đường ống giữa Nga và Đức. Mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp vào tuần trước khi ông gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng, cũng như các thành viên quốc hội, bao gồm cả lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, người đã nhắc lại sự cần thiết của sự hỗ trợ quân sự và tinh thần cho Kiev chống lại Nga nhưng chuyến đi của ông Zelensky về phía bắc biên giới Mỹ đã bị phủ bóng đen khi Jaroslav Hunka, một người Ukraine bị cáo buộc phục vụ trong đơn vị Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, được khen ngợi tại một cuộc họp quốc hội ở Ottawa vào ngày 22 tháng 9. Có thông tin tiết lộ rằng Hunka đã được mời vào quốc hội. Mặc dù từng là thành viên của sư đoàn Warfen Grenadier số 14 của SS, còn được gọi là sư đoàn Ukraine thứ nhất hoặc sư đoàn Galicia do Đức Quốc xã chỉ huy. Chủ tịch Hạ viện Canada Anthony Rota đã từ chức vì vụ bê bối mà ông cho rằng là sai sót. Mặc dù không phải lỗi của Tổng thống Zelensky, nhưng các cơ quan truyền thông của Điện Kremlin đã sử dụng nó để chứng minh rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một cuộc chiến chống lại chủ nghĩa quốc xã. Trong khi đó, ông Zelensky đang phải đối mặt với những vấn đề gần gũi hơn khi mâu thuẫn với Ba Lan ngày càng sâu sắc khi Warsaw cho biết họ sẽ không đình chỉ lệnh cấm của EU đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine mà Bruxelles đã áp đặt để bảo vệ nông dân châu Âu. Ukraine đã đệ đơn kiện lên Ba Lan, Slovakia và Hungary, nhưng Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc ông Zelensky xúc phạm Ba Lan khi nói với Đại hội đồng Liên hiệp quốc về việc một số đồng minh của Kiev đang biểu diễn sân khấu chính trị như thế nào. Thủ tướng Morawiecki cũng nói rằng Warsaw sẽ không chuyển vũ khí cho Ukraine nữa, mặc dù điều này đã bị Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phản đối và chỉ nói đến vũ khí mới. Nhưng diễn biến mới này mâu thuẫn với sự hỗ trợ tài chính và quân sự mà Warsaw đã dành cho Ukraine trước đó. Cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow, John Forman cho biết, vì cuộc chiến sẽ kéo dài nên Ukraine sẽ không có lợi nếu để những cuộc xung đột này làm ảnh hưởng đến bức tranh lớn hơn, đặc biệt là các cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ba Lan, Slovakia và các nơi khác. Tôi không nghĩ nền ngoại giao Ukraina đã đi chệch hướng, nhưng những sự kiện gần đây cho thấy cần phải giải quyết những vấn đề khó chịu một cách riêng tư thay vì để họ nổi giận trước công chúng. Zelensky dường như đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ bằng cách trao giải thưởng cho các tình nguyện viên nhân đạo người Ba Lan đã giúp đỡ Ukraine là Jaleska từ mạng truyền hình TVN thuộc sở hữu của Mỹ và các bác sĩ chiến đấu Damian Duda. Fogman cho rằng những nỗ lực ngoại giao của Ukraine trong 18 tháng qua đã thành công. Chúng bao gồm việc coi cuộc chiến của Nga là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu và quốc tế, đồng thời đảm bảo sự hỗ trợ đáng kể về quân sự, kinh tế và chính trị quốc tế. Ông nói, tôi nghĩ việc các VIP quốc tế vẫn đến thăm Kiev, chứ không phải Moscow, là một dấu hiệu cho thấy ngoại giao Ukraine vẫn hiệu quả, nhưng không có thời gian để ngủ quên trên chiến thắng khi chiến tranh bước sang năm thứ hai. Tuy nhiên, thêm vào khó khăn giữa Kiev và Warsaw có thể là kết luận của các chuyên gia Ba Lan rằng tên lửa khiến hai người thiệt mạng tại cơ sở ngũ cốc ở Jeogodo vào tháng 11 năm ngoái là do Ukraine bắn. Vụ nổ tên lửa S-300 SVK-55 trên lãnh thổ thành viên NATO ban đầu làm dấy lên lo ngại cuộc chiến ở Ukraine có thể leo thang thành cuộc xung đột rộng lớn hơn bằng cách kích hoạt điều khoản phòng thủ chung của Liên minh. Tờ báo Ba Lan vào hôm thứ Ba cho biết các vị trí của Nga nằm ở một nơi mà từ đó không có tên lửa nào của Nga có thể vươn tới thị trấn ở phía nam Ba Lan. Kiev phủ nhận đó là tên lửa của họ và Repopolia đã báo cáo rằng phía Ukraine chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho các nhà điều tra Ba Lan. Trong khi đó, có thể còn có một vấn đề nữa đối với Kiev với những tuyên bố mới được công bố về sự liên quan của Ukraine trong vụ phá hoại có thể xảy ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, trong đó đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nochi 1 và 2 dọc đáy biển Baltic bị nổ tung. Đã có suy đoán rằng Nga và Mỹ đứng sau vụ tấn công, một báo cáo của New York Times trích dẫn tình báo Mỹ cho rằng thủ phạm là một nhóm thân Ukraine không nhất thiết có liên hệ với Zelensky. Ukraine đã phủ nhận mọi liên quan, nhưng tờ báo Jet của Đức đưa tin rằng các nhà điều tra Đức muốn nói chuyện với một doanh nhân Ukraine 41 tuổi tên là Rustem A., Ông ta được cho là có mối liên hệ với công ty vỏ bọc Feria Gova của Ba Lan. Công ty đã trả tiền thuê du thuyền và được cho là đã tham gia vào vụ tấn công vào đường ống giữa Nga và Đức. Bài toán cải cách với Ukraine ngay trong chiến sự, Mỹ sẵn sàng tiếp tục viện trợ kinh tế cho Ukraine với điều kiện Kiev phải chống tham nhũng một cách cụ thể và quyết liệt. Hãng tin Reuters dẫn lời bà Penny Pritzker, đại diện đặc biệt của Mỹ phụ trách vấn đề phục hồi kinh tế cho Ukraine, khẳng định các công ty tư nhân Mỹ muốn đầu tư vào ngành năng lượng, nhà đất, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, giao thông tại Ukraine. Nhưng trước hết Kiev phải cải cách về trách nhiệm quản lý và sự minh bạch. Trao đổi với phóng viên, bà Pritzker cho hay hiện nay công tác chuẩn bị cho việc tái thiết Ukraine đã khởi động, bất kể nước này đang giao tranh với Nga. Bà nói cải cách và phục hồi luôn song hành với nhau nó phải bắt đầu ngay bây giờ, kể cả khi cuộc chiến và giao tranh đang tiếp diễn. Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Mỹ chưa đưa ra ước tính cụ thể, nhưng Ngân hàng Thế giới dự báo nhu cầu tái thiết Ukraine phải trên 400 tỷ USD, con số mà bản thân chính phủ Ukraine không thể tự xoay sở. Chính vì vậy, trong bài phát biểu vừa qua, bà Pricker nhấn mạnh tầm quan trọng của khối tư nhân. Trước đó vào ngày 26 tháng 9, báo Prada của Ukraine cho biết Mỹ đã gửi thông điệp yêu cầu Kiev cải cách để đổi lấy viện trợ kinh tế từ Mỹ. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Pili gửi bản dự thảo gồm danh sách các yêu cầu cải cách cho Tổng thống Zelensky và cả cơ quan điều phối tài trợ gồm nhiều bên khác nhau như Liên minh châu Âu EU, G7, World Bank và Quỹ tiền tệ quốc tế. Dự thảo này còn được điều chỉnh nhưng đã rất chi tiết đặt ra các khung thời gian cụ thể cho Ukraine tiến hành cải tổ, nhà trắng yêu cầu Ukraine thực hiện hàng loạt cải cách, trong đó có cải cách tòa án, bộ quốc phòng và các cơ quan quản lý doanh nghiệp nhà nước. Động thái này phản ánh những lo ngại của Mỹ đối với tình hình tham nhũng tại Ukraine. Bất kể gần đây ông Zelensky đã thể hiện quyết tâm cải cách, bao gồm việc trảm nhiều quan chức quốc phòng, đặc biệt là bộ trưởng Oleksiy Danilov. Đối với Mỹ, việc Ukraine cải cách vừa là hướng đi giải quyết phù hợp cho việc tái thiết lâu dài, bền vững, vừa có thể giúp đáp ứng các tiêu chuẩn mới của EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hai tổ chức Ukraine rất muốn gia nhập. Dù ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, các nước phương Tây vẫn hiểu rằng tham nhũng là vấn nạn lâu năm ở Ukraine. Bản thân ông Zelensky cũng không vô can. Từ vài năm trước khi xung đột nổ ra, ông Zelensky đã chịu nhiều áp lực lớn từ chính trị trong nước liên quan tới việc xử lý tham nhũng và tòa án. Đầu tháng này, Đài Deutsche Welle của Đức cho biết hàng chục ngàn người Ukraine đã ký tên ủng hộ một chiến dịch vận động trực tuyến yêu cầu sự minh bạch trong công bố tài sản của quan chức, trong bối cảnh dư luận nước này ngày càng bất bình hơn với nạn tham nhũng. Một khảo sát khác do Prada dẫn lại trong tháng này cũng cho thấy 80% người Ukraine cho rằng Tổng thống Zelensky phải có trách nhiệm trong việc đối phó với tham nhũng và quân đội. Trong khi đó, giới quan sát phương Tây cũng nhận định Ukraine chưa thể tạo ra đột phá nào với tình trạng tham nhũng dai dẳng, dù đã có một vài ví dụ đơn lẻ về cải cách, chống tham nhũng. Trung tâm nghiên cứu Atlantic Council của Mỹ thậm chí còn cho rằng Ukraine vẫn đối diện với các vấn đề về tham nhũng, quản lý yếu kém, vốn đã góp phần gây ra cuộc cách mạng Euromaidan tài tiếng giai đoạn 2013-2014. Tổng thống Zelensky được bầu vào năm 2019, một phần nhờ cam kết của ông với việc chống tham nhũng. Tuy nhiên, một số diễn biến tiêu cực dưới thời ông ấy đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng và độ sẵn sàng của ông trong việc đưa Ukraine vào một tiến trình lạc quan. Trung tâm này nhận định, hãng tin Sputnik của Nga không ngần ngại khẳng định rằng các yêu cầu cải cách mà Mỹ đưa ra vừa qua là tín hiệu cho Tổng thống Zelensky rằng Ông sắp không còn thời gian nữa. Tuy vậy, các yêu cầu bao gồm khung thời gian cố định của Mỹ không hẳn hoàn toàn mang ý nghĩ tiêu cực. Người dân Ukraine có thể nhìn thấy từng mốc thời gian, đại diện cho từng giai đoạn cải cách cụ thể mà theo lý thuyết nếu đáp ứng được, uy tín của ông Zelensky sẽ gia tăng. Chưa kể là vài tháng, vài năm cải cách cũng sẽ giúp ông Zelensky có thêm thời gian duy trì vị thế chính trị. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại